Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. VinFast đã rơi vào tình trạng chờ phá sản. Ngày 13 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tình cổ phiếu của VinFast xuống đáy mới, thấp chưa từng có, sau bản tin về thua lỗ trên một hãng tình quốc tế. Theo đó, giá cổ phiếu của hãng xe hơi Việt Nam VinFast rơi xuống mức đáy mới, thấp nhất từ trước đến nay là 3,6 đô la khi thị trường Nasdaq ở Mỹ đóng cửa vào ngày thứ Sáu 12 tháng 4. Chỉ một ngày trước, hãng tin quốc tế đăng bài phân tích dài chỉ ra rằng VinFast thua lỗ nặng, tạo ra rủi ro cho cả tập đoàn mẹ là Vingroup. VOA cho hay, trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, cổ phiếu của VinFast với mã VFS tuột từ mức 4,03 đô la của cuối ngày hôm trước xuống dưới 3,7 đô la ngay trong ít giờ đầu phiên, sau đó dao động trên mức này một chút trong phần lớn thời gian và sát giờ đóng cửa chỉ còn có giá 3,59 đến 3,6 đô la. Ngày thứ Sáu tuần trước, ngày 8 tháng 4, VFS cũng đã lập mức sàn tính đến thời điểm đó và đến nay sau một tuần giá của cổ phiếu này lại mất thêm 14%. Từ đầu năm đến nay VFS mất đi gần 54% giá trị. Và đây là hình bản tin trên VOA. Theo VOA, tình trạng giá cổ phiếu của VinFast giảm liên tục trong nhiều ngày qua xảy ra trong bối cảnh có nhiều tin bất lợi cho hãng như việc các thương hiệu Trung Quốc gồm Bridgewater Motor, Chery, GAC, BUD tuyên bố để mạnh bán xe hoặc cân nhắc mở nhà máy ở Việt Nam. Và mới nhất là bài phân tích của hãng tin quốc tế nói trên về hoạt động kinh doanh thua lỗ của chính VinFast. Vẫn theo VOA, bài viết dài hơn 1.000 từ của hãng tin này dựa vào báo cáo mà VinFast gần đây đã nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ. Cũng như những thông tin do hãng cung cấp, từ đó chỉ ra rằng hãng đã lỗ tổng cộng 5,7 tỷ đô la trong 3 năm vừa qua, trong khi số tiền đi vay tăng lên. Song song với hai điều kể trên, giá cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 38% kể từ khi niêm yết tại Mỹ vào tháng 8 năm 2023. Còn tính từ mức đỉnh đạt được trong cùng tháng đó, giờ đây VFS đã mất đi hơn 97% giá trị. Những kết quả như vậy cho thấy rõ có những rủi ro đối với tập đoàn mẹ là Vingroup, hãng tin quốc tế này nhận xét. Vẫn bài báo cho biết, trong năm 2023, VinFast đạt doanh thu 1,1 tỷ đô la, nhưng 82% trong số đó là nhờ bán xe cho các công ty trong cùng tập đoàn Vingroup hoặc thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của tập đoàn lẫn VinFast. Bên cạnh đó, hầu hết số xe bán lẻ của VinFast tại Việt Nam là qua các chương trình khuyến mại, tiếp thị, thực hiện chung với hãng bất động sản Vinhome cùng tập đoàn. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast. VinFast đưa ra thông tin rằng khoảng 70% lượng xe giao trong năm ngoái là cho hãng taxi GSM mà ông Vượng sở hữu 95%. Bài viết trên cũng chỉ ra rằng GSM hoạt động theo hình thức, tài xế là nhân viên của hãng này và các chiếc xe thuộc sở hữu của hãng được xem là chiến lược giúp hãng tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng làm tăng chi phí. Hãng tin quốc tế dẫn lời ông Kengo Kurokawa, người đứng đầu công ty nghiên cứu Asian Plus, nói rằng ông nghĩ mô hình kinh doanh của GSM không bền vững do cơ cấu chi phí cao và khả năng sinh lợi thấp trên thị trường. Với thực trạng VinFast bị thua lỗ, tỷ suất lợi nhuận ròng của VinGroup giảm gần một nửa trong năm 2023, xuống còn 1,2%, hãng tin quốc tế cho biết thêm. Ở Việt Nam, từ mấy tháng nay, đã có luận dư luận cho rằng ngày tàn của VinFast đang đến. Ngày 26 tháng 3, Facebooker Kim Văn Chính, người theo dõi và phân tích các hoạt động của VinFast từ khi thành lập đến nay nhận xét rằng, theo lý thuyết về quản trị tài chính, thì VinFast đã rơi vào tình trạng chờ công bố phá sản Năng lực của công ty mẹ và các cổ đông, kể cả cổ đông lớn nhất là ông Phạm Nhật Vượng cũng không đủ lớn, cỡ trên vài chục đến hàng trăm tỷ đô la để có thể may ra cứu vãn được sự phá sản của công ty này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. VinFast đã rơi vào tình trạng chờ phá sản. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sự chia rẽ Bắc Nam trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ cấu nhân sự người miền Nam trong bộ chính trị cũng như thành viên tứ trụ đã và đang giảm đến mức báo động. Việc loại bỏ các nhân sự tứ trụ người miền Nam như Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng đã cho thấy điều đó. Theo giới quan sát, tiêu chuẩn của nhân sự của Tổng Trọng là người bắt có lý luận, càng khẳng định việc Tổng Trọng không tin tưởng phe Cộng sản miền Nam. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Liên quan đến việc Tòa án Việt Nam tuyên phạt bà Trùm Trương Mỹ Lan bản án tử hình, BBC Việt ngữ đã dẫn ý kiến của nhà báo David Brown cho rằng phiên tòa bản thịnh phát là nỗ lực khẳng định lại quyền lực của đảng Cộng sản đối với lối làm ăn kinh doanh tự do của miền Nam. Điều mà ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng minh trong đảng của ông ta đang cố gắng làm là giành lại quyền kiểm soát Sài Gòn, hoặc ít nhất là ngăn chặn nó tuột khỏi tầm tài. Từ trước cho đến năm 2016, đảng Cộng sản gần như đã để cho nhóm mafia gốc hoa tung hành. Theo giới phân tích, nhận định vừa kể của ông David Rao, một nhà bình luận hiểu rất rõ thực trạng chính trị chính trường Việt Nam, đã cho thấy tổng trọng và ban lãnh đạo đảng không ủng hộ lối làm ăn, kinh doanh năng động và tự do theo kinh tế thị trường ở miền Nam, đặc biệt thành phần thương gia người Việt gốc Hoa. Đây là điều trái ngược với tư duy của số đông lãnh đạo Cộng sản miền Nam. Điển hình là mối quan hệ của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với một Hoa Kiều gốc Khmer là ông Trầm B. Theo giới phân tích, việc hiện hữu của lối kinh doanh tự do và cởi mở ở miền Nam là điều có thật và đã từng tồn tại hàng trăm năm với sự đóng góp đáng kể của giới thương gia Hoa Kiều. Đây là đặc trưng của các nền kinh tế ở khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia. Học giả Trương Nhân Tuấn từ Paris đã đặt câu hỏi lối kinh doanh tự do năng động của người Hoa có vi phạm luật của Việt Nam hay vượt ra ngoài vòng kiểm soát của đảng hay không? Đã có khi nào Sài Gòn tuột khỏi tầm kiểm soát của đảng hay chưa mà ông Trọng muốn giành lại quyền kiểm soát đó? Công luận so sánh việc tử hình đại gia Hoa Kiều tăng Minh Phụng 20 năm trước và đại gia Trương Mỹ Lan hiện nay có liên quan gì đến chủ trương ngăn chặn và xóa bỏ giới thương gia Hoa kiều ở miền Nam hay không? Và đây là hình cụ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong lúc nền kinh tế của Sài Gòn đã và đang đóng góp cho ngân sách quốc gia 1 tỷ trọng lớn, trên dưới 80% và sự đóng góp của giới kinh doanh người Việt gốc Hoa rất đáng kể. Tổng trọng được đánh giá là người có mối quan hệ rất tốt với Bắc Kinh, thậm chí là thần Trung Quốc. Ông Trọng bị giới quan sát cáo buộc là thái thú của Trung Nam Hải. Trước phiên tòa Vạn Thịnh Phát, giới phân tích quốc tế cho rằng mối quan hệ của bà Lan với chính quyền Bắc Kinh đã làm cho ban lãnh đạo Hà Nội hết sức khó xử. Đồng thời, đó cũng là lý do vì sao vụ án này kéo dài suốt hơn 20 năm mới bị truy tố và đưa ra xét xử. Vào cuối tháng 9 năm 2022, trước khi bắt bà Lan, Tổng trọng đã bất ngờ có chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với những nhân sự đặc biệt tháp tụng. Và chưa đầy 2 tuần sau đó, bà Lan đã bị bắt. Theo giới thạo tin, việc bắt Nguyễn Công Khế cũng là do có những thế lực chính trị muốn khống chế quyền lực của phe Cộng sản miền Nam đang tìm cách trở dậy. Theo đó, các thế lực đang nắm quyền muốn khống chế ý đồ nổi loạn của các cựu chính trị gia Cộng sản miền Nam như Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết hay các nhân vật lãnh đạo mới nổi ở Sài Gòn cũng như ở các tỉnh phía Nam. Những điều vừa kể cho thấy, sự chia rẽ Bắc Nam trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản không chỉ ở trên mặt tư duy mà còn thể hiện trong hành động là điều có thật. Bài phân tích có tựa đề Gốc gác miền Nam và có thể là Trung Quốc đã làm tan nát hy vọng của ông Dũng như thế nào, đăng trên tờ Nikkei Asian Review của Nhật, nhận định chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt hơn 40 năm, nhưng cuộc tranh giành quyền lực lãnh đạo trong đảng Cộng sản vừa qua cho thấy chia rẽ Nam Bắc vẫn là một yếu tố chính trên chính trường Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Vẫn theo Asian Review, khi bình luận về quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh đã cho rằng ở phía sau hậu trường chính trị Việt Nam lần khuất bóng dáng của Trung Quốc và rõ ràng có sự ảnh hưởng. Đài Á Châu Tự Do khẳng định Trung Quốc luôn tìm mọi cách can thiệp để chia cắt hai miền Việt Nam, không chỉ ở hội nghị Geneva năm 1954. Ở giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam tháng 4 năm 1975, một kế hoạch can thiệp quân sự với việc tung vào hai sư đoàn nhảy dù của quân giải phóng Trung Quốc để chặn quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn là điều ít người biết đến Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp Của Kim Vũ với bản tin Sự chia rẽ Bắc Nam Trong nội bộ lãnh đạo cấp cao Của Đảng Cộng sản Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này Cho nhiều người biết Và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề Để luôn được cập nhật bản tin mới nhất Nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới